Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện nay khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu chậm, các tỉnh Bắc Bộ vẫn nằm trong sự khống chế của nó, nên thời tiết trong 24 giờ tới sẽ tiếp tục là không mưa, ngày nắng ráo nên thuận lợi cho hoạt động ngoài trời diễn ra. Tuy nhiên, về đêm và sáng sớm thì miền Bắc vẫn còn khá lạnh, đặc biệt là ở khu vực vùng núi cao. Ngoài ra, vào sáng sớm thì trời có sương mù xuất hiện nên sẽ làm giảm tầm nhìn, gây cản trở cho giao thông đi lại của người dân. Các tỉnh thành miền Trung trong 24 giờ tới, nằm bờ rìa phía nam khối không khí lạnh này, đồng thời những nhiễu động gây mưa cũng không còn tồn tại nên thời tiết diễn ra khá tốt. Mưa giảm hẳn chỉ còn xảy ra ở diện vài nơi với lượng không nhiều, còn ban ngày thì trời còn nắng ráo, nhiệt độ trong ngày chỉ tăng nhẹ, nên thời tiết trên toàn khu vực vẫn duy trì với trạng thái mát mẻ, rất thích hợp cho những chuyến dã ngoại của du khách vào dịp cuối tuần này. Đối với khu vực vùng cao Tây Nguyên, đêm nay và ngày mai thời tiết cũng rất thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời diễn ra. Tuy nhiên, đêm và sáng trời vẫn khá lạnh, đặc biệt là tại Đà Lạt với nhiệt độ thấp nhất chỉ giữ ở mức là 15 độ. Rãnh thấp đi ngang qua khu vực Nam Bộ đang suy yếu dần do tác động hút gió của cơn bão Koppu ở phía bắc đảo Luzon của Philippines. Vì vậy, thời tiết Nam Bộ sẽ có xu hướng tốt hơn, ban ngày nắng nhiều hơn và mưa chủ yếu diễn ra với thời điểm chiều tối trên diện rải rác. Đồng thời, mưa đêm cũng không còn nhiều như những ngày vừa qua. Ngoài ra, tình hình chiều cường tại các thành phố lớn sẽ có xu hướng giảm dần, do đó mà tình trạng ngập úng ở các khu vực trũng thấp sẽ được giảm bớt. Dự báo trong khoảng 3 đến 5 ngày tới, các tỉnh từ Bắc Bộ trở vào Nam Trung Bộ sẽ hầu như không có mưa. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa cũng không có nhiều, phổ biến trên diện vài nơi vào chiều tối. Như vậy là thời tiết cả nước sẽ khá thuận lợi cho du lịch. Thưa quý vị, cách trung tâm thành phố Nha Trang chưa đầy 10 km có một nơi được gọi là Bãi Tiên. Điểm đến mới mẻ này hiện thu hút rất đông du khách tìm đến đạp xe leo núi và ngắm biển vào mỗi buổi chiều muộn. Bãi biển ở đây không có cát, mà trải đều những viên đá cuội nhiều hình dáng trông rất là thú vị. Tiếp theo sẽ là những dự báo chi tiết cho các vùng du lịch trong đất liền và hải đảo. Mời quý vị cùng theo dõi. Tại các điểm du lịch ở vùng núi Tây Bắc, trời ít mây và hầu như không có mưa. Sáng sớm có sương mù, ngày nắng với cường độ nhẹ. Tại Sapa, trời khá rét về đêm và sáng với nền nhiệt thấp nhất chỉ vào khoảng 14 độ và ban ngày nhiệt độ tăng lên mức là 22 độ. Tại Tam Đảo, trời lạnh, nhiệt độ trong ngày giao động từ 18 đến 25 độ. Còn ở thành phố Điện Biên, trời chỉ lạnh về đêm và sáng với nhiệt độ phổ biến quanh mức từ 20 đến 31 độ. Sang đến các điểm du lịch ở phía Đông Bắc Bộ, trong 24 giờ tới, tại Hà Giang, Hạ Long và thành phố cảng Hải Phòng, thời tiết khá là khô ráo, trời không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ và ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất vào khoảng 22 đến 24 độ và cao nhất phổ biến từ 31 cho đến 32 độ. Trong những ngày cuối tuần này, khu vực Bắc Trung Bộ cũng là nơi lý tưởng cho những chuyến tham quan khám phá của du khách bởi thời tiết đã trở lại ổn định. Tại Sầm Sơn, Phong Nha Kẻ Bàng và thành phố Huế, trời hầu như là không mưa, ban ngày mây thay đổi và nắng diễn ra với cường độ không mạnh, nên nhiệt độ cao nhất không vượt quá ngưỡng là 31 độ, ban đêm nhiệt độ giảm xuống mức dưới 24 độ. Xuống đến khu vực miền Trung, nằm ở phía nam của đèo Hải Vân, thời tiết nơi đây cũng phổ biến là ít mưa và ngày nắng. Tại Đà Nẵng và Hội An, nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 24 độ và cao nhất phổ biến là 31 độ. Tại Bà Nà, nhiệt độ duy trì ở mức thấp hơn, từ 17 đến 25 độ. Nếu có ý định du lịch đến với các khu vực biển Nam Trung Bộ, thì quý vị và các bạn có thể hoàn toàn yên tâm vì thời tiết nơi đây ít có sự biến đổi trong vài ngày tới. Cùng với đó, thì cường độ gió không mạnh nên rất thuận lợi cho các hoạt động khám phá biển đảo. Tại Nha Trang và Mũi Né, trời không mưa, nhiệt độ trong ngày vào khoảng 25 cho đến 31 độ. Tại Vũng Tàu có mưa rào nhẹ với nhiệt độ dao động từ 24 đến 32 độ. Tiếp theo chúng ta sẽ lên tới các điểm du lịch ở vùng cao Tây Nguyên. Tại Pleiku, trời không mưa, ngày nắng với nhiệt độ phổ biến từ 18 đến 29 độ. Buôn Ma Thuột không mưa, ngày nắng, nhiệt độ dao động từ 21 đến 29 độ. Và ở Đà Lạt, đêm có lúc có mưa rào, trời lạnh, còn ban ngày có nắng với nhiệt độ dao động từ 15 đến 24 độ. Xuống đến khu vực Nam Bộ, thời tiết tại đây duy trì với trạng thái là ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông. Tại Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh và U Minh, nhiệt độ thấp nhất vào khoảng 24 đến 26 độ và cao nhất là từ 32 đến 33 độ. Trên các điểm du lịch biển đảo ở phía Nam, cụ thể là ở Côn Đảo, mây thay đổi, có mưa rào nhẹ, gió đổi hướng cấp 3, cấp 4 về bình thường, nhiệt độ trong ngày dao động từ 27 đến 31 độ. Còn ở Phú Quốc, nhiều mây, có mưa rào và sông rải rác, gió nhẹ, biển bình thường, nhiệt độ duy trì ở mức từ 26 đến 31 độ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết du lịch của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!